Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay thì shop đầu cơ Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số là 574. Video này em sẽ giới thiệu với mọi người một lô cần, và ngày hôm nay thì em có cần rút mini, cần khúc, cần ISO, ISO khoen lớn, khoen nhỏ và có cả cần lục ạ. Và có cả cây những cây cần dây trong nữa nha mọi người. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship ạ. Bên em có ship code toàn quốc và phí ship mỗi đơn đối với cần là 40.000. Còn đối với những cây rút mini là 30.000 trên một đơn nha mọi người. Khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua số điện thoại là 0974088309 hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682 ạ. Thì đầu tiên xin được giới thiệu với mọi người cây số 1 ở đây em có. Thì hai cây đầu tiên ở đây em có là những cây rút mini nha mọi người. Ở đây. Cây này thì hai cây này thì có chiều dài là 1m65. Đây, cây thứ nhất. Cả hai cây thì đều giống nhau cả. Nói chung là nó cũng có hơi trên lệch và ngoại hình một xíu thôi. Phần bát thì có phần một vài vị trí nó hơi cái cây đây cây thứ nhất nó hơi bám bẩn nhẹ, nhưng mà nhìn chung thì cũng không có bị cấn gắt gì cả. Bát vạn, đây là bát inox vạn nha mọi người. Khoen của cần là khoen Fury đá sứ trắng như thế này, có là 4 khoen và một đầu bu ạ. Dài 1m65, cần của Begin này là thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người, Enjoy Carbon này của Hàn Quốc xuất Nhật. Dài 1m65, ngoại hình giống bên trong của cần như thế này. Cái này thì ngoại hình bên trong thì cũng có hơi sờn nhẹ, lớp keo phủ bóng, còn độ bong tróc sơn thì cũng không có nhiều lắm. Có sờn mạnh, lớp keo phủ bóng một xíu thôi. Thì cây số 1 này dài là 1m65 nha. Cây này rút vào còn lại là 40cm. Gốc có độ lớn là phi 25.4. Ngọn có độ lớn là 19.8 ly. Cây này nặng là 97g và có độ cứng là 15. Cây này thì ngọn cứng tầm khoảng là 15 bên cần khúc nha mọi người. Và cây số 1 này có giá là 400.000. Và tương tự thì cây số 2 này thì ngoại hình có vẻ sáng hơn một xíu nha. Đây, cần của Begin dòng Enjoy Carbon, dài 1m65 như thế này. Cây này ngoại hình bên trong thì cũng khá là ok. Trời, rất nhỏ, ngọn của những cây này đều là ngọn đặc, ngọn sợi thì thủy tinh đặc cả nha mọi người. Cây này ngoại hình khá là sáng cầu. Trời, rất nhỏ thôi, dài 1m65. Thì cây này có cái thông số cũng tương tự giống như cây số 1. Nó cũng rút vào 40cm, gốc thì cũng có độ lớn là tầm khoảng 25. Ngọn có độ lớn là phi 1.8, nặng là 93g và có độ cứng tầm cũng khoảng là 15 nha. Và cây số 2 này có giá là 430.000 ạ. Cây này thì ngoại hình có vẻ sáng hơn một xíu nha. Tiếp đến là cây số 3. Cây số 3 đây em có là một cây cần khúc. Cây này thì có hai khúc thôi, cây này dài 1m50, bao gồm hai khúc. Và là một cây cần của Alpha Tucker. Alpha Tucker là một thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Phần chui của cần đây ạ. Chui thì được bọc mút xốp như thế này. Mút xốp có một vài điểm nó bám bẩn thôi, có cắn rất nhỏ xíu. Cái này thì cái ngọn của nó là kiểu ngọn đặc này, ngọn đặc nguyên cả một cái khúc ngọn luôn, từ nguyên cả khúc thứ hai đặc hết nha mọi người. Kiểu sợi thì thủy tinh đặc á. Bát vạn, bát Fury bát vạn nha. Đây cái mút xốp thì nó phải hơi cắn nhẹ với bám bẩn, có bám bẩn như thế này. Dài 1m50, cần của Alpha Tucker được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật, Made in Korea. Và khoen của cần đều là khoen Fury đá sứ xám cả. Cái này thì nó có cái độ cứng. Cái này nó độ cứng nó lại không báo trên thân cần này. Tại vì cái này nó ngọn nó là kiểu là ngọn đặc nha. Thì nó chỉ cong phần đầu ngọn như thế này thôi. Cái này thì nó cứng dao động khoảng 80-50, khoảng 80 nha mọi người. Vì nó là ngọn đặc nên mà nó cong đều như này thì nó khá là cứng đấy. Không phải là nó có độ nảy khá là cao. Ngoại hình này cũng khá là ok, nó có một trầy xước nhẹ một vài điểm thôi. Cái bát thì nó hơi bám bẩn này, cái phần mút xốp nó hơi bám bẩn. Thì cây số 3 này dài 1m50. Mỗi khúc thì có chiều dài là 80cm, gốc có độ lớn là phi 21, ngọn có độ lớn là 2 ly. Cây này nặng 251g và có độ cứng tầm khoảng là 80. Và cây số 3 này có giá là 600.000. Tiếp đến là cây số 4. Cây số 4 ở đây có là một cây dài 2m1, bao gồm 2 khúc và 2 ngọn như thế này.
chui của cần đây ạ. Phần gốc thì được bọc cái lớp cao su nên như thế này nha, bọc gốc cao su như thế này. Cái này ngoại hình cũng khá là sáng cần. Bát của cần là bát vặn, bát Fury, khoen là tất cả đều là khoen Fury cả. Đá sứ xám và có cái vòng dạ quang bên ngoài nha mọi người. Dài 2m1, có độ cứng là 30. Cây này thì một ngọn là kiểu ngọn thường, một ngọn là kiểu ngọn tháp. Bu của cần cũng là bu Fury dạ quang. Cây này ngoại hình khá là sáng cần. Dòng cần của Hàn Quốc nha mọi người. Dài 2m1, 2 khúc 2 ngọn. Khoen thì tất cả các khoen đều là khoen Fury cả. Cây này thì mỗi ngọn có là 2, 4, 6, 8, 7 khoen và một đầu bu nhé. Còn là có một khoen cái như thế này. Cây này thì nó cứng khoảng 30. Cây này cứng khoảng 30. Và ngọn này kiểu là ngọn sợi thủy tinh, nó sẽ cong dịu phần đầu ngọn. Và nó cũng cứng tầm khoảng 30 bên ngọn thường nhé. Đây là ngọn tháp, nó chỉ cong phần đầu ngọn thôi. Còn ngọn này thì nó cong nguyên cả cái ngọn luôn, không phải phần đầu ngọn. Đây là một cái số cái, đây là hai cái thông số hai cái ngọn. Thì cây số 4 này dài 2m1 và mỗi khúc thì có chiều dài là 118 cm, gốc có độ lớn là phi 29, ngọn có độ lớn là 1.8 ly, là đối với ngọn mảnh như thế này nha mọi người. Còn ngọn lớn tầm khoảng 2.2 ly ấy. Và nặng là 259 gram và có độ cứng là 30 theo thông số của cần. Và cây số 4 này có giá là 850.000. Có hai ngọn. Tiếp đến là cây số 5. Cây số 5 ở đây có là một cây dài 2m4. Cây này thì cũng có độ cứng dao động khoảng là 30. Chui của cần đây. Phần gốc của cần được bọc mút xốp như thế này. Bát vặn, bát Fury. Khoen của nó là khoen Fury đá sứ xám nhé. Có độ cứng dao động khoảng 20 đến 40. Tầm khoảng 30 đây. Cái này thì ngoại hình giống bên ngoài có vẻ hơi xấu. Nó bay bông lắp keo phủ bóng. Cái này thì cái phần thân bên trong phần ngọn nó có một cái luồng cái sợi kẽm bên trong. Để nhìn mình thấy mình có một cái sợi kim loại bên trong thế này nha. Màu sắc. Bu của cần là bu Fury Six chứ. Bu chống xoắn. Và tất cả những khoen đều là khoen Fury đá sứ xám như thế này. Cái này thì cái ngoại hình giống thứ nhất là nó không được đẹp một xíu, nó có sờn, nó phai lớp keo phủ bóng nên nhìn nó không được sáng bóng lắm. Chú ý. Cái độ sắc sơn thì không nhiều lắm đâu nha mọi người. Bởi vì nó bong cái lớp keo phủ bóng rồi nhìn nó hơi tối cần một xíu. Tất cả đều là chất liệu carbon cả. Cái này có 2, 4, 6, 8 chín khoen và một đầu bu. Cái này nó cũng kiểu là ngọn, cái này thì ngọn thường không phải là ngọn tháp nha mọi người. Nó cong đều hết luôn nè, cứng 30, nó cong đều ngọn luôn. Nó cứng 30 nè. Dài 2m4 ạ. Và cây số 5 này dài 2m4. Mỗi khúc thì có chiều dài là 1m25. Gốc có độ lớn là phi 24, ngọn có độ lớn là 3 ly. Cây này nặng là 312 gram và có độ cứng 30 theo thông số của cần ạ. Và cây số 5 này có giá là 620.000 ạ. Cây này nặng là 312 gram nha. Thế đó là cây số 6. Cây số 6 ở đây có là một cây dây trong, còn khúc dây trong như thế này. Cây này là cây dài 2m7. Cây này em về vẫn còn túi, nó nhìn cây này khá là mới đẹp nha. Cái phần bát nó bị dính cái keo của cái gì nó chạy nó dính phần keo trên phần cái bát như thế này nha. Bát của nó là bát vặn, bát Fury cả nha mọi người. Cần của Ryobi, cái này thì còn khá là mới, còn nguyên cả cái bọc luôn. Có vẻ cái này có vẻ chưa được sử dụng gì nhiều lắm đó. Khá là mới đẹp luôn. Vẫn còn nguyên cái thanh dây buộc của Ryobi luôn. Dài 2m7, cần mấy đấng. Tem của cần đây. Cái này tem vàng nha. Khoen dẫn của cần là khoen Fury 6 nè. Dòng này dòng cần đời cao nhé mọi người. Đấy.
Bu của Cần cũng vậy, bu Fudisic, cây này khoen bu rất là đẹp, ngoại hình cũng khá là đẹp luôn. Cần của Ryobi, cây này ngoại hình mới đẹp. Và cây số 6 này dài 2m7, mọi khúc thì có chiều dài là 1m, gốc có độ lớn là phi 25, ngọn có độ lớn là 1.3 ly. Cây này nặng là 306g. Và cây này thì nó có độ cứng tầm khoảng là dao động khoảng 30 đến 50 nha mọi người. Những cây dây trong này thì mọi người câu rất là đa năng, có thể câu bằng cần máy hoặc là câu bằng cần tay đều được cả, không cần phải xả khoen hay là cái gì cả. Nhưng mà khá là đa năng với những cây dây trong này. Thì nó có một số nhược điểm là nó luồn dây nó hơi vất vả một xíu thôi, nhưng mà đã quen rồi thì xài rất là sướng những cây này. Những cây này nó câu chip rất là phê đó nha mọi người, chip coffee. Thì cây số 6 này dài là 2m7, cây này nặng là 306g và có độ cứng dao động khoảng là 30 đến là 50. Và cây số 6 này có giá là 700.000. Tiếp đó là cây số 7. Cây số 7 ở đây em cũng có một cây dây trong, cây này thì có 2 khúc dài 2m7. Cây này ngoại hình cũng khá là sáng cần. Cần của anh Tha Tucker, cây này phần gốc nó bị bong cái lớp sơn này. Cây này phôi của nó là xoắn hai da nha mọi người, xoắn hai da này. Bong lớp sơn là mình thấy được cái phôi rõ nó luôn. Đây, điểm này. Gốc được bọc nó xốp, bát vạn, bát fury. Nó xốp của cần đây. Cần anh Tha Tucker, chắc của nó là xoắn hai da, nó phủ lớp sơn mình không có thấy được, mình thấy một vài điểm ở cuối gốc như thế này. Và anh Tucker là được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật, Made in Korea, dài 2m7. Khoen dẫn của cần là khoen Fury thế này. Bô của cần là bô Fury 6 nhé. Cái này bô Fury 6. Ngoại hình thì cũng có hơi sờn nhẹ. Dài 2m7. Thì cây số 7 này dài 2m7. Mỗi khúc thì có chiều dài là 1m4, là tức là 140cm ạ. Gốc có độ lớn là phi 25, ngọn có độ lớn là 3.1 ly. Cây này nặng là 300g. Cây này thì ngọn cứng nhá, cây này cứng tầm khoảng 60 đến 80, ngọn khá cứng. Ta câu tra được cây này luôn, nó rất là cứng luôn. Và cây số 7 này cái giá là 620.000. Tiếp đó là cây số 8. Thì cây số 8 anh em có là cái ISO nhá, ISO khoen nhỏ. Cái số 8 này em có là một cây cần của hàng Trung xuất Nhật, dòng thương hiệu Promera nhé. Thương hiệu này là chỉ có thương hiệu này được sản xuất ở bên Trung, mà xuất thương hiệu của hàng Trung xuất Nhật nhé, đủ tiêu chuẩn xuất Nhật. Cái này thì làm cái ISO khoen nhỏ, ngoại hình của cây này. Có hơi xốp vài vị trí bám bẩn, keo bám bẩn ở phần cuối giống một xíu. Bát của cần là bát kẹp, cây này bát nhìn khá là lạ luôn. Đây là gì, nó bị ra tem nhẹ xíu này nha. Có những vết ở vách dính sơn bẩn của những cái cây khác như thế nào đấy. Thương hiệu Romerai này, dài 5m3, ngọn 1.5. Là cây này thì ngoại hình giống bên ngoài cả, nó bị sờn như thế này nha. Đấy, có sờn xước này. Cây này thì có cái chiều dài em đo được là 4m8 nha mọi người. Cây này thì hạ ngọn một khoảng khá là nhiều, tầm khoảng 50cm luôn ạ. Cây này thì cái khúc khá dài, nó hạ ngọn một khoảng khá là nhiều. Cây này khoen, tất cả các khoen đều là khoen Fury cả. Đây, có 2, 4, 6, 8 khoen và một đầu bu. Bu của cần cũng là bu Fury. Cây này thì ngọn lớn, cây này là ngọn ban đầu là 1.5 mà bị hạ ngọn một khoảng nên nó còn là ngọn khá lớn. Ngọn của cần nó sẽ ngắn như thế này nha. Đây, nó tới đây. Cái này thì cái giống bên ngoài nó không được đẹp, nhưng mà những cái giống bên trong rất là ok luôn, mới đẹp. Khoen là khoen Fury nhé mọi người. Đây, bắt đầu từ giống thứ hai, cuối giống thứ hai nó bị xấu, nó xước dâm. Cuối giống thứ hai với đầu giống từ cuối giống thứ nhất nữa, đầu giống thứ nhất đây, nó xước dâm thế này. Thì cây số 8 này dài là 4m8, khi rút về còn lại là 118cm, gốc có độ lớn là phi 23, ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Cây này nặng là 250g và có độ cứng tầm khoảng là 3h đến 3h rưỡi nha. Cây này thì hiện tại cũng khá là cứng. Thì cây số 8 này có giá là 480.000 ạ. Tiếp đến là cây số 9 ạ. Cây số 9 ở đây có một cây dài 4m rưỡi nha mọi người. Cây này thì là một dòng cần của Hàn Quốc xuất Nhật. Ở đây, cây này thì ngoại hình khá là mới đẹp luôn ạ.
Còn gốc của cần, bát của cần là bát kẹp Fury FS6, dài 4,5 m. Cái này em đo được chiều dài thực tế của cần cũng là 4,5 m luôn. Cái này họ phối màu sơn khá là đẹp luôn, màu đen với màu xanh xanh nước biển, xanh xanh hơi đã hơi hơi đen một xíu. À, tất cả các khoen đều là khoen Fury, bu của cần là bu Fury xích nhé, có 2, 4, 6, 8 khoen và một đầu bu. Chiều dài của cần là 4,5 m. Ngọn của cần cái này ngoại hình mới đẹp, có chỉ có sờn xước nhỏ xíu đó. Nó xước hầu như không đáng kể lắm. Cái này phôi khá là nhĩ cần, đây có một điểm nó bị xước cái nước sơn chỗ này một xíu nhé. Còn những vị trí khác khá là sáng bóng, vì cây này có lớp keo phủ bóng của cần, nó vẫn còn nên nhìn nó khá là sáng cần. Và cây số 9 này dài là 4,5 m, khi rút về còn lại là 100 cm, gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 1.5 ly. Cây này nặng 200 g và có độ cứng tầm khoảng 2 h. Và cây số 9 này cây giá là 600.000. Tiếp đến là cây số 10. Cây số 10 ở đây em có một cây cần của Hàn Quốc xuất nhập, dài 5,4 m, ngọn số 2. Thì cây này em đo được chiều dài thực tế của cần là 5,1 m. Cây này hạ ngọn một khoảng là 30 cm nha. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6 Made in Korea nha. Cây này có chiều dài thực tế là 5,1 m. Vị trí này có một điểm nó bị tróc lớp keo phủ bóng ở vị trí này nha. Và khoen của cần, cây này khoen khá là mới luôn, có là tất cả các khoen đều là khoen Fury, có 2, 4, 6, 8, 9 khoen và một đầu bu nha. Dài 5,1 m ạ. Cây này dài 5,1 m nha. Cây này thì có lỗ hạ ngọn khoảng là 30 cm. Ngọn của cần, tất cả nó phôi của cần này này, sáng vòng, nhìn rất là đẹp. Cái này thì ngoại hình bên trong trời xước rất là nhỏ. Đây có những vết xước nhỏ li ti xíu này thôi. Chủ yếu là lớp keo phủ bóng, nó là lớp keo phủ bóng á. Nó nổi hạt nước nhỏ. Cái này ngoại hình khá là sáng cặp. Dài là 5,4 m, ngọn số 2, dài 5,1 m ạ. Thì cây này khi rút về còn lại là 100 cm, gốc có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 1.8 ly. Cây này nặng 236 g và có độ cứng là 3 h. Và cây số 10 này có giá là 650.000. Cây này ngoại hình khá là mới luôn. Tiếp đó là cây số 11. Cây 11 ở đây em có là cũng là một cây dài 5,4 m, ngọn số 2, round grip, thì em là cần của Hàn Quốc xuất nhập. Cây này thì có chiều dài em đo được là 5,3 m nha. Cây này bị hạ ngọn một khoảng là 10 cm. Ngoại hình mới sáng. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6. Đây, Round Rip là thương hiệu của Hàn Quốc xuất nhập nha mọi người. Cuối giống thứ nhất thì nó có hơi có một vài điểm tróc sơn nhẹ. Khoen cũng là, đều là khoen Fury cả. Có là 2, 4, 6, 8, 9 khoen và một đầu bu. Cái này phôi của cần cũng sánh vòng thế này. Có sờn nhẹ. Đây là giống thứ hai có sờn như này nhé. Có những vết xước nhỏ li ti thôi, giống thứ hai xước nhỏ li ti. Và cây số 11 này dài 5,3 m, khi rút về còn lại là 100 cm, gốc có độ lớn là phi 24, ngọn có độ lớn là 1.5 ly. Cây này nặng 246 g và có độ cứng là khoảng 2 h. Và cây số 11 này có giá là 680.000. Thì đó là cây số 12. Cây 12 ở đây em có một cây cần của Olympic ạ. Tên của cần. Cần Olympic. Cây này thì cái giống bên ngoài có vẻ hơi tối một xíu, vì cây này nó có vẻ nó bị pha lớp keo phủ bóng ở cái giống thứ nhất nha. Cần Olympic dài 5,4 m, ngọn số 3. Cây này em đo được là chiều dài thực tế của cần là 5,3 m nha. Hạ ngọn một khoảng là 10 cm. Khoen của cần, cây này khoen của cần là khoen Fury nha, nhưng mà dòng là dòng khoen Fury đời cũ. Có 2, 4, 6, 8 khoen và một đầu bu nha mọi người. Ta khoen dưới là khoen Fury đời cũ, nên nó không có dập chữ Fury.
Đây, ngọn của cần cây này thì ngọn của nó sánh rất là đẹp. Cây này ngọn đẹp nhé. Cây này phôi của cần rất là đẹp, sánh này. Cây này vong nhìn ngoại hình bên trong mới sáng luôn. Cây xước rất là nhỏ, cần của Olympic ạ. Cây này ngoại hình mới, chỉ có cái giống bên ngoài nhìn hơi tối một xíu thôi. Đây, nó bị ngã màu, cái lớp keo phủ bóng như thế này. Thì cây số 12 này dài là 5m3, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc có độ lớn là phi 25, ngọn có độ lớn là 1.2 ly. Cây này nặng là 290g và có độ cứng là 2H nhé. Và cây số 12 này cũng có giá là 680.000. Tiếp đến là cây số 13. Cây 13 ở đây em có là một cây cần của, cây này là của hàng nội địa của Osaka. Tên này nó bị phai cái màu, cái tên nha, Osaka. Osaka là thương hiệu của hàng nội địa nha. Phần cuối gốc thì có hơi sờn nhẹ một xíu. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6, dài 5m4, ngọn số 2. Cây này em đo được cũng là dài 5m3 nha. Đây, có sờn thế này, sờn lớp keo phủ bóng nhẹ một xíu. Cây này có sờn xước nhỏ ở cuối giống thứ nhất. Khoen của cần, cây này khoen là khoen Fury cả. Có là 2, 4, 6, 8, 9 khoen và một đầu bung. Tất cả các khoen đều là khoen Fury. Cái này hạ ngọn một khoảng là 10cm, phôi của cần sánh vòng rất là đẹp. Cái này chỉ có cuối giống thứ nhất và đầu giống thứ nhất nó có hơi xước, dâm nhỏ đi ti thôi. Đó, còn những bên trong phôi đẹp nha. Hầu như là không có sờn xước gì luôn. Đây, cuối giống thứ hai thì có xước dâm. Chỉ phần cuối giống xíu thôi. Cuối giống thứ hai có xước dâm nha. Cái này hàng nội địa nha. Và cây số 13 này dài 5m3, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc có độ lớn là phi 25, ngọn có độ lớn là 1.5 ly. Cây này nặng 258g và có độ cứng là 2H luôn ạ. Và cây số 13 này cũng có giá là 680.000. Tiếp đó là cây số 14. Và cây 14 ở đây cũng có một cây cần của hàng nội địa luôn. Cây này dòng Roya. Roya là hàng nội địa Nhật. Chui của cần này. Cây này thì cái phần ống của cần khá là nhỏ gọn. Bát của cần là bát kẹp Fury FS6, dài 5m4. Cái này em đo được 5m2 nha. Cái này ngoại hình giống bên ngoài thì khá là ok, có sờn nhỏ thôi nhưng mà vẫn còn khá là sáng cần. Khoen của cần tất cả đều là khoen Fury, có 2, 4, 6, 8, 9 khoen và một đầu bung. Tất cả đều là khoen Fury cả. Cái này nó có một cái đặc điểm là cây này nó bị lai ngọn nha mọi người. Ngọn của cần là kiểu là ngọn đặc, khá là nảy. Cái này đoạn ngọn khá nảy nhé. Cái này bị lai ngọn. Có chiều dài là 5m2. Còn phôi của nó này, sánh vòng, nhìn rất là đẹp. Cái này có màu đỏ, đã gặp một xíu. Rồi đã đô. Những cái giống bên trong mới đẹp. Cái này cây thì có cái nhược điểm là nó lai ngọn. Ngọn này là ngọn đặc, rất là nảy. Ngọn đặc kiểu giống như ngọn cần tây. Thì cây số 14 này dài là 5m2, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc có độ lớn là phi 19, ngọn có độ lớn là 0.9 ly. Cái này nặng là 198g và có độ cứng tầm khoảng là 1,5 đến 2H nha. Và cây số 14 này có giá là 580.000. Tiếp đó là cây số 15. Cây 15 ở đây em có là một cây cần của Olympic. Cái Olympic này là dòng Olympic hàng nội địa. Ngoại hình khá là sáng đẹp. Tem của nó bị bong nhỏ xíu nè, tem dán ghi chú gì của nó này. Bát kiểu này là bát đồng nha, bát Fury, bát đồng Fury FS7. Ngoại hình mới đẹp. Cái này có độ chiều dài là 7m4 nha. Mà cái này em đo được chiều dài thực tế của cần là 7m2. Cái này bị hạ ngọn một khoảng là 20cm, còn là 7m2. ISO trên 7m là rất là hiếm hàng luôn. Cái này khoen của cần là khoen Fury. Có sự kết hợp của hai loại khoen là khoen Fury dạ quang, còn tránh với ở trên là khoen Fury thường nha. Có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 khoen và một đầu bu nha. Cái này có chiều dài là 7m2 ạ. Bây giờ thực tế của con. Ngọn khá là nảy luôn, cây này ngọn rất là nảy luôn. Dài 7m2, cây này phôi rất là đẹp. Ngoại hình bên trong cũng khá là sáng con, không có bị sợi trời xước gì cả.
Cây này thì bắt đầu từ giống thứ ba, tính từ ngọn tính về. Thì người Nhật họ tự tạo ra cái điểm định vị giống như thế này nha mọi người. Đấy, định vị giống như giữa các khoen ở này. Giống thứ ba có cái địch, cái này họ dùng cái sơn cái keo gì đó quét rất là chắc chắc. Em tưởng nó là vót bẩn, em cố tình em cậy nó ra nhưng không phải, nó không ra, không ra luôn. Keo cái sơn gì của họ. Đây, giống này cũng có nè. Cây vì cây này nó khá là dài nên họ dùng để tạo định vị giống, tạo đường chỉ dẫn dây đi cho nó thẳng dây. Đấy, giống này. Cái này thì nó rút về nó ngắn nên nó khá là nhiều giống. Đây, còn có luôn. Đấy, giống thứ hai thì không có nhé. À, giống thứ hai cũng có luôn đây. Họ tự vẽ như thế này nha mọi người. Cây này ngoại hình mới đẹp. À, bị hạ ngọn một khoảng là 20 cm. Thì cây số 9, cây số 15 này dài là 7,2 m. Khi rút về còn lại là 85 cm. Gốc có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 1.3 ly. Cây này nặng 416 g và có độ cứng tầm khoảng là 2 hạt đến 2 hạt rưỡi nhé. Và cây số 15 này có giá là 900.000đ. Cần dài 7,2 m. Tiếp đó là cây số 16. 16 ở đây em có một cây cần kiểu ISO, một kiểu cần lua nha mọi người. Ở khoen lớn. Ở cây này là một cây cần của Ryobi. Phần gốc của cần được bọc mút xốp như thế này. Bát vạn, bát Fury, bát vạn. Cần Ryobi, và Ryobi này được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật, dài 3,3 m. Cây này thì tem của cần đây. Cái phần mút xốp thì nó có hơi sờn nhỏ thôi. Phần cuối giống thứ nhất là có sờn. Cây này thì ngoại hình cái giống bên ngoài có vẻ hơi tối cần một xíu, vì cái lớp keo phủ bóng nó có vẻ phai màu nha. Đây, vòng ba chống lỗ thì phai cái sơn thôi, cũng không phải bị ra tem mà phai cái sơn màu đen. Khoen của cần là khoen Fury cả, có 2, 4, 6, 6 khoen và một đầu bu nhé. Cái này thì khoen lớn, khoen Fury, dòng này khoen lớn ta lua được. Cái này là với độ cứng này thì tầm khoảng, có độ cứng khoảng ML nha mọi người. Cuối ML đây, gần đầu M coi, có độ cứng ML. Ngoại hình bên trong thì không có, trầy xước gì đáng kể, đám bận nhỏ một vài điểm thôi. Cái này thì có 3 giống nhé. À, giống thứ hai cũng ba chống lỗ thế này. Và khoen cái của nó là khoen chạy. Cái này thì giống thứ hai có sờn lớp keo phủ bóng. Đây, lớp sờn lớp keo phủ bóng. Khoen cái nó là khoen chạy ở giống thứ hai như thế này nha. Chứ không phải là cần bị thiếu khoen, lỗi khoen gì nha mọi người. Có một số khoen nó khoen cái nó nằm vị trí này, một số cần khoen trái cái nằm vị trí này, một số cần thì khoen cái nó là khoen chạy ở gần cuối cái giống thứ hai. Ở đây. Thì cây số 16 này dài 3,3 m, khi rút về còn lại là 125 cm. Gốc có độ lớn là phi 26.5, ngọn có độ lớn là 1.7. Ngọn có độ lớn là 1.7 ly nha, nặng 206 g. Và có độ cứng bên cần khúc là 15 đến 20. Còn bên cần lua tầm khoảng là cứng ML bên cần lua nha. Và cây số 16 này, cái giá là 600.000. Cây này người ta lua xong suối rất ok luôn. Tiếp đó là cây số 17. Cây 17 ở đây có một ISO khoen lớn. Cây này thì dòng Raw Grip. Đây, da Raw Grip này thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật. Cây này phần cuối gốc thì không được đẹp một xíu. Cây này cuối gốc nó có vẻ nó bị bong, lớp keo phủ bóng nó nhìn nó bị ngã màu thế này. Đây có tróc sơn nha. Cái này cuối gốc không được đẹp nha mọi người. Cái gốc nó như thế này. Bát của cần là bát vạn Fury. Dài 5,2 m. Cái này có chiều dài của cần là 5,2 m. Tên của tròi cần ở trên đây thông số nó cũng bị bong à. Đây có bị tróc sơn ở cuối giống thứ hai. Là cuối giống thứ ở giữa giống thứ nhất thế này. Đây. Cái này thì nhìn vào nó ngoại hình nó không được sáng một xíu. Khoen của cần là khoen Fury, khoen lớn thế này, có 2, 4, 6, 2, 2, 4, 6, 8, 9 khoen và một đầu bu. À, bu của cần là bu lai, bu hãng nhé, nhưng mà cây này là bu chống sắn nha mọi người. Dài 5,2 m. Cây này tương ứng tầm ngọn số 3 đến số 4, bên cần là khoen lớn nhé. Khoảng ngọn số 4 luôn đó. Để thông số nó bị bong hết rồi. Cái này thì lớp keo phủ bóng nó bị bong nên nhìn nó không được sáng lắm. Đây, nó bong này. Có xước, có những vết xước do kéo giống. Đó là
giống thứ ba, còn đây là giống thứ hai, tính từ gốc tính vào. Chủ yếu là nó bông lắm kia, phủ bóng. Cây này thì ngoại hình nó có vẻ cũng tương đối không được đẹp lắm nha mọi người. Cây này ngoại hình có vẻ không được đẹp lắm. Thì cây số 17 này dài là 5m2, khi rút về còn lại là 110cm. Gốc có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Cây này nặng là 407g và có độ cứng tầm khoảng là 5H. Cây này thì phần gốc nó không được đẹp một xíu. Và cây số 17 này, cái giá là 680.000. Tiếp đó là cây số 18. Cây 18 ở đây có cũng là cái ISO khuyên lớn. Cây này là một cây cần của Hàn Quốc xuất Nhật, dài 5m4, ngọn số 4. Cái phần gốc của cần này, gốc của cần thì nó bị bám cái phần vết bẩn lâu ngày nên em vệ sinh nó không có ra được sạch lắm. Bởi vì nó còn một lớp keo nhám nữa. Nó đã bám vào lớp keo nhám rồi thì vệ sinh nó không có được sạch hoàn toàn. Nó còn vết bóng bóng mà mờ như thế này nha. Bát của cần là bát vạn bát Fury, dài 5m4, ngọn số 4. Cái này em đo được chiều dài thực tế của cần là 5m2 nha. Phần cuối giống thì có sờn lớp keo phủ bóng như thế này. Đấy, cái này ngoại hình có sờn lớp keo phủ bóng. Khoen của cần, khoen là khoen Fury cả. Có 2, 4, 6, 8 khoen và 1 đầu bung. Cái này có tất cả các khoen đều là khoen Fury. Cái này ngọn số 4 nha. Cái này độ cứng thì cũng tương đương với cây số 17 lúc nãy. Cái này thì ngoại hình nó chỉ xấu cái giống bên ngoài thôi, còn cái giống bên trong thì cũng khá là ok, trời rất nhỏ. Đây, cá sờn. Đây giống thứ hai cá sờn xuất như này nha. Giống thứ hai có những cái xuất như này. ISO dài 5m2, ngọn số 4 á. Thì cây số 18 này dài 5m2, khi rút về còn lại là 103cm. Gốc có độ lớn là phi 25, ngọn có độ lớn là 1.8 ly. Cây này nặng là 451g và có độ cứng là 5H nha. Và cây số 18 này có giá là 820.000. Tiếp đó là cây số 19, từ cây 19 đến cây 22 của em là những cây đánh lục nha mọi người. Còn những cái cây khoen nhỏ, ISO khoen nhỏ thì không đánh lục được. Còn những cây 2, cái cây 17, 18 thì mọi người có thể đánh lục bền hoặc là đánh lăng sơ, tùy vào cái độ cứng của cần nha. Thì cây số 19 này là một cây cần đánh lục. Cây này là của Osaka nha, là thương hiệu của hàng nội địa Nhật. Cây này phần gốc mà nó bị dính cái keo này. Keo những cái vị trí này thì em đã vệ sinh cũng khá là ok rồi. Có bị bong tróc sơn nhẹ một vài điểm. Bát của cần là bát kẹp Fury FS7, dài 3m9. Đây nó cũng bị dính cái keo này. Cây này em đo được chiều dài thực tế của cần cũng là 3m9 luôn ạ. Khoen là khoen Fury cả, khoen cái gặp được. Đây, có 5 khoen bao gồm cả đầu bu. Cây này khoen cũng rất là mới đẹp. Những cây 3m9 này khách nè, có thể đánh lên sơ, đánh lục bền nha, đánh gần bờ. Có độ cứng 25 cả, 25 là tương ứng với độ cứng DX. Ngoại hình này cũng khá là ok, trời xước khá nhỏ thôi, không nhiều lắm. Lớp keo phủ bóng của cần vẫn còn nên nhìn cũng khá là sáng thật. Có cái giống thứ nhất nó không được đẹp, nó bị dính keo một vài điểm. Thì cây số 19 này dài 3m9, khi rút về còn lại là 107cm. Gốc có độ lớn là phi 24, ngọn có độ lớn là 2.1 ly. Cây này nặng 348g và có độ cứng 25. Cây này vị trí giữa bát với gốc, với gốc cách nhau tầm khoảng là 50cm. Và cây số 19 này có giá là 850.000, dài 3m9, cần của hàng nội địa Nhật. Tiếp đó là cây số 20. Cây 20 ở đây em cũng có là một cây cần Raw Grip. Cây này là của Hàn Quốc nha, thương hiệu này là của Hàn Quốc cả. Cây này ngoại hình mới đẹp. Bát của cần là bát kẹp Fury FS7. Cây này dài 39, cây này ngoại hình khá là mới đẹp nha. Khoen của cần, cây này khoen cũng là khoen Fury, khoen mới sáng, khoen cái gặp được. Và nó cũng có độ cứng tầm khoảng là 25, độ cứng đôi ít. Những cây 3m9 này khách đánh gần bờ nha. Hoặc là chúng ta đánh bạc bãi, đối với những cây cần lục này, chúng ta đánh bạc bãi được nha. Thì cây số 20 này, dài 3m9, khi rút về còn lại là 105cm. Gốc có độ lớn là phi 24, ngọn có độ lớn là 2.1 ly. Cây này nặng 323g và có độ cứng là 25 nhé. Và vị trí giữa bát với gốc cách nhau là 50cm.
Và cây số 20 này, cái giá là 850.000. Tiếp đó là cây số 21. Cây 21 ở đây em có một cây cầu của Ryobi. Và cây này cũng dài 3m9. Cây này thì có độ chiều dài là 3m8. Em đo được là 3m8 nhé. Hàng ngọn một khoảng là 5cm. À, em nhầm, cây này hàng ngọn một khoảng là 10cm nhé. Bát của cần là bát kẹp Fury FS7. Ngoại hình thì khá là sáng cơ. Khoen của cần cũng là khoen Fury. Cây này khoen cũng rất là mới đẹp luôn. Cây này họ phối ngọn của cần là ngọn màu trắng như thế này. Dài là 3m8. Phôi của cần xoắn rất đẹp. Cây này ngoại hình mới đẹp, mới sáng. Dài 3m9. Thì cây số 10, cây số 21 này dài 3m8, khi rút về còn lại là 105cm. Gốc có độ lớn là phi 23, ngọn có độ lớn là 2.4 ly. Cây này nặng 331g và có độ cứng là 25. Và vị trí giữa bát với gốc cách nhau là 50cm. Còn cây số 21 này, cây giá là 880.000. Đến là cây số 22, cây cuối cùng. Cây 22 ở đây em có là một cây của Osaka. Cây này cũng là một thương hiệu kiểu cùng cây giống, kiểu giống như cây số 2, cây số 19 lúc nãy nha mọi người. Nhưng mà cây này có chiều dài là 4m2. Ngoại hình đây, chui của cây Osaka đây. Phần cuối gốc thì cũng có bị dính cái keo bẩn nhẹ thôi. Bát của cần là bát kẹp Fury FS7, dài 4m2, có sờn nhẹ này. Có sờn nhẹ phần cuối giống. Cái này em đo được chiều dài thực tế của cần cũng là 4m2 ạ. Khoen của cần là khoen Fury. Đây, có 5, có 4 khoen và 1 đầu bông, khoen cái gặp được. Tất cả các khoen đều là khoen Fury cả. Và cái này thì nó cũng có độ cứng dao động khoảng 25, cứng đời ít. Phần cuối giống ngọn có nó bị xước, nó sờn như thế này nha. Cây này cuối giống ngọn có sờn. Cây này ngoại hình bên trong có một vài vị trí nó có những vết xước. Đây, xước nha. Đây là giống thứ hai, tính từ gốc tính vào. Giống thứ hai nó cũng có những vết xước nhỏ thế này nha mọi người. Thì cây số 10, cây số 22 này dài là 4m2, khi rút về còn lại là 112cm. Gốc có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 2.1 ly. Cây này nặng 405g và có độ cứng là 25. Vị trí giữa bát với gốc cách nhau cũng là 50cm. Và cây số 22 này có giá là 920.000 ạ. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có là 22 cây cầu của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309 hoặc là kết nối Zalo qua số 0766609682 nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.